Con thấy cô Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng hay lên thuyết pháp, xin sư giải thích thêm. Xin thưa với quý vị đó là cư sĩ được phép thuyết pháp. Ha. Nhưng mà có hai vấn đề quan trọng như thế này. Thứ nhất á, là thuyết có đúng chánh pháp hay không, đó là điều quan trọng. Chứ còn mình nói mà không đúng chánh pháp á, thì dù cho một vị tu sĩ đi nữa cũng không được quyền nói, chứ đừng nói chi là cư sĩ. Thành ra đó, cái điều đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm đó là cái đối tượng nói đó có đúng chánh pháp hay không, rồi mới tính đến cái chuyện người đó là tu sĩ hay là cư sĩ. Thời Đức Phật á, cũng có những người đệ nhất pháp sư là cư sĩ, bao gồm luôn cả nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Trong đó đó, đệ nhất pháp sư mà nữ cư sĩ đó là một cô nô lệ, là một cô gái nô lệ. Cô thuyết pháp cho chủ nhân của mình và 500 người hầu của chủ nhân đó. Có nghĩa là cư sĩ vẫn được phép thuyết pháp. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai là thuyết ở đâu nha. Người cư sĩ đó dựa theo kinh tạng, có một vị nam cư sĩ là đệ nhất pháp sư. Đệ nhất pháp sư thuộc về người nam cư sĩ. Trong một lần á, vua Bát Xê Na Đí đến thăm viếng Đức Thế Tôn, thì người nam cư sĩ này ngồi ở chỗ cũ chứ ông không có đứng dậy. Có nghĩa là thấy vua mà không đứng dậy chào, thì vua Bát Xê Na Đí mới hỏi là tại sao ông thấy trẫm mà ông không có chào. Thì vị cư sĩ này mới nói đó là: bạch đại vương, ngài là vua, nhưng mà Đức Thế Tôn là vua của các vua, cho nên vì tôn trọng Đức Thế Tôn cho nên là không có đứng dậy chào đại vương, mong đại vương hoan hỷ bỏ qua. Và sau này khi vua Bát Xê Na Đí biết được người cư sĩ đó là đệ nhất pháp sư của hàng cư sĩ, thì nhà vua mới mời người cư sĩ này vào cung vua để thuyết pháp cho hoàng cung. Thì người nam cư sĩ này đó mới từ chối, nói là: bạch đại vương, việc này là thuộc phận sự, thuộc về nhiệm vụ, thuộc về công việc của hàng tỳ kheo, tôi không thể nào lấn quyền. Có nghĩa là như vậy là nó không có phải lẽ. Cho nên có những nơi cư sĩ được phép thuyết pháp, nhưng mà thuyết pháp ở cái vị trí như thế nào nó mới quan trọng. Ví dụ như trong tư gia, nhà, ở tại nhà, quý vị mời bạn bè, có những người học trò, những người đệ tử, quý vị có thể thuyết pháp. Nhưng mà có những nơi như là chùa, những cái đạo tràng, những cái pháp hội, thì vị trí đó là thuộc về các vị pháp sư, là các vị tỳ kheo, chứ nó không phải thuộc về cư sĩ. Cho nên chúng ta cần phải biết cái vị trí của mình là ở đâu. Đó, sư nói là dựa theo kinh chứ sư không có dựa theo cái ý kiến cá nhân. Trong kinh tạng thì hàng cư sĩ chỉ có thuyết pháp tại gia, tại nhà đó, thuyết cho bạn bè, thuyết cho học trò. Còn những cái nhiệm vụ thuyết pháp cho số đông ở những nơi như là ở những cái đạo tràng, ở những ngôi tự viện, thì đó thuộc về phận sự của tu sĩ. Tuy nhiên có một số trường hợp, có một số trường hợp nhằm giúp cho hàng cư sĩ gieo duyên, thì có thể cho phép chư tăng, cho phép cư sĩ trước sự chứng kiến của chư tăng có một vài cái lời chia sẻ về giáo pháp, thì đó là được sự đồng ý của tăng, thì trường hợp đó thì được. Như là những cái buổi lễ hạnh đầu đà của chùa Nam Tông đó, vào rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, thì có rất nhiều tiết mục. Trong đó có một tiết mục là Phật tử thuyết trình giáo lý Phật Đà,
có nghĩa là dành cho hàng cư sĩ gieo duyên, bằng cách là họ sẽ chuẩn bị một thời pháp ngắn, đó là được cho phép. Đó. Và quý vị nên hiểu rằng đó là trường hợp ngoại lệ và được chư tăng cho phép. Chứ còn những cái trường hợp thông thường á, thì mỗi một người có cái nhiệm vụ của mình. Nó giống như vua cho ra vua mà dân cho ra dân. Vua mà đi xuống dưới ruộng, mà cày ruộng hết từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, bỏ bê triều chính, thì đó là không ra một vị vua, đó không phải một vị vua tốt. Mà dân á, mà không lo cày ruộng, mà lo quản lý việc quốc sự, leo lên ngai vàng, chỉ trỏ bác quan văn võ, thì dân đó cũng không phải là một người dân tốt. Đấy,